Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau. Sao Khá Bảnh và Phúc XO hôm nay đến hoạt động của vợ chồng Phú Lê bị kiểm tra xử lý. Hàng loạt các sản phẩm chưa có giấy phép đã được bà Lã Thúy Kiều rao bán trực tiếp trên mạng xã hội với lời quảng cáo như thuốc chữa bệnh. Sáng ngày 19 tháng 4, 2019, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã có chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc bà Lã Thúy Kiều, hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú, cùng chồng rao bán sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhưng quảng cáo có công dụng như thuốc chữa bệnh. Được biết, bà Lã Thúy Kiều có chồng là diễn viên ca sĩ nghiệp dư Phú Lê. Theo thông tin từ Ngày Nay, bà Kiều cùng với chồng mình liên tục tung hô sản phẩm mình bán ra có tác dụng tột bậc, khẳng định được chắc chắn sản phẩm có tác dụng chữa bệnh 100% phù hợp với tất cả mọi người. Chỉ cần dùng một lần là sẽ thấy tác dụng và khỏi hẳn luôn 100%, bà Kiều nói. Việc phân phối của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú chủ yếu dựa vào các đại lý phân phối thông qua kênh bán hàng xã hội. Những cộng tác viên được lựa chọn thường không có bằng cấp liên quan đến y dược mà chỉ đào tạo một lớp bán hàng online cơ bản mà thôi. Bằng hình thức này, số lượng người tham gia công ty phân phối sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú gia tăng nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Trên sản phẩm mà công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú phân phối cũng không ghi rõ địa chỉ sản xuất, thành phần gồm có những cái chất gì trong đó. Được biết, năm 2015, Ban chỉ đạo 389 từng phát hiện bà Lã Thúy Kiều, khi đó là giám đốc công ty thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, ở địa chỉ phường Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, có biểu hiện nghi vấn sản xuất mỹ phẩm kém chất lượng. Tại trụ sở của công ty, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều mỹ phẩm mang thương hiệu Happy Wild, Lao Red, nước rửa chén siêu nhân, nước giặt cao cấp siêu nhân, nước xả vải Shop Red, nhưng không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và cũng như xuất xứ của các sản phẩm này. Ngoài ra, cơ quan chức năng thu nhận được nhiều tem hãng ghi xuất xứ là Made in Germany, tức là làm ở Đức, nhưng mà tem chống hàng giả của công ty, tem chống hàng giả của Bộ Công an đầy đủ hết. Tiếp tục kiểm tra khu vực chứa nguyên liệu đầu vào và pha chế rộng chưa đầy 20m2. Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất. Kiểm tra hóa chất, cơ quan chức năng ghi nhận các hóa chất được đóng trong bao hộp, thùng không có ghi nhãn hiệu, không tem mát hoặc ghi bằng chữ Trung Quốc và không rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Công nghệ pha chế thì thô sơ, nhưng sữa tắm L'Oreal đều được gắn mát sản phẩm cao cấp được sản xuất theo công nghệ của Malaysia. Rồi cơ sở này đã bị đóng cửa, thu hồi giấy phép. Bà Lã Thúy Kiều sau đó đã thành lập một cơ sở khác với tên gọi mới để tiếp tục kinh doanh. Và cùng chồng của mình là Phú Lê tung hô trên những mạng xã hội về công dụng cũng như thần dược của các mỹ phẩm mình bán ra. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây, cho chúng ta thấy là hiện nay chúng ta đang bắt đầu rà quét lại vấn đề mà bán hàng online hết sức cẩn thận. Nhiều người cứ rao bán những sản phẩm kém chất lượng nhưng mà từ đó rao với giá là cắt cổ, giá cao tên tời. Khi mua vào sử dụng thì tiền mất tật mang. Vì vậy các bạn hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp và phù hợp với túi tiền. Đừng vì ham mà cứ nghĩ là đồ đó mắc. Thật sự đồ mắc chưa chắc đã tốt, nhưng mà đồ rẻ thì chắc chắn nó không ra gì rồi các bạn à. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ của ca sĩ nghiệp dư Phú Lê này. Cảm ơn các bạn.